Xong, hai người đã ký vào bản ly hôn này. Có nghĩa là việc ly hôn giữa hai người bắt đầu có hiệu lực từ bây giờ. Còn về việc phân chia tài sản sau khi ly hôn, tôi cũng đã làm xong. Khi cô vào làm dâu của gia đình anh Khánh, thì cô cũng không có tài sản hợp pháp riêng, nên sau khi ly hôn, cô My sẽ nhận được 300 triệu đồng từ anh Khánh cho. Anh không cần phải làm như vậy đâu. My. Xin cảm ơn luật sư. Xin chào anh. My. My. My à. Em đừng có hiểu lầm. Trước giờ em ở nhà, ít có đi làm. Bây giờ em chỉ có một mình. Em cứ giữ số tiền này, có làm ăn gì thì làm. Vài bữa, khi thủ tục xong xuôi, anh sẽ chuyển số tiền đó qua cho em. Dạo này em sống tốt chứ? Dạ, cũng tốt anh à. Còn anh thì sao? Anh vẫn vậy. Ba mẹ, cả nhà vẫn khỏe chứ anh? Khỏe. Cho em gửi lời thăm ba mẹ và bé Hà nha. Anh sẽ chuyển lời. Cảm ơn em. Chị hả? Chị không mua cổ phiếu bên Vĩnh Phong nữa hả? Thì đó, chị tiếc đứt ruột gì đâu á. Có tiền trước mắt mà ăn không được. Sao kỳ vậy chị? Coi ông chồng chị đó, tự nhiên cái ổng hứng ổng đòi mở công ty à. Ổng gom hết vốn của ổng lại à. Em biết rồi đó, vợ chồng mà, ổng làm gì á chị cũng ủng hộ ổng. Vậy hả? Vậy kỳ này có mình em chơi à? Ừ. Chị thấy tiếc gì đâu á. Nhìn em mua được đó hả, chị thấy chán dễ sợ vậy đó. Ủa, hôm bữa em nghe nói chị mua rồi mà. Thì chị có mua, nhưng mà chị bán gấp lại rồi. Chị đã lấy tiền để cho ông mở công ty đó. Em biết không, ổng mà cần á mà mình không đưa đó thì ổng trách móc mình. Thôi, em có tiền á thì em cứ chơi đi. Chị sẽ tìm cách xoay sở, chị mượn ai đó, rồi chị sẽ mua trở lại. Chị nghe nói á, là bên Vĩnh Phong á, sẽ tiếp tục thu mua nữa. Họ sẽ thu tóm các công ty khác. Cho nên giá cổ phiếu đó hả, càng ngày sẽ càng tăng. Vậy hả chị? Em nghe nói nhiều người mua, trúng lớn lắm. Chứ sao? Bởi vậy, cái số chị đúng là số con rệp mà.
ông trời ông không có cho chị hưởng. Chị, mà tin tức có chính xác không? Trời ơi, mấy cái đường dây này là em cứ tin đi, đúng như vậy đó. Dạ. Ờ ha. Chị, chị hả? Chị suy nghĩ gì mà ngồi thừ ra vậy? À không, chị đang suy nghĩ là chị sẽ mượn tiền ở đâu để mua lại cổ phiếu, nếu không thì chị tiếc lắm. Chúc hai người sẽ hạnh phúc. Biết rồi. Nhờ chị mà tôi trúng một mớ luôn. Không ngờ mới đó mà giá nó lên quá trời. Rồi rồi, biết rồi. Ừ. Alo. Ê, tao có chuyện muốn nhờ tụi mày nè. Có chuyện gì vậy chị hai? Thì gặp đi rồi biết nha. Anh đang xem gì vậy? À, anh đang xem hồ sơ ly hôn nè. Mà anh ta cho em 300 triệu hả? Dạ. Yeah. Sao em không đòi thêm nữa? Em đâu còn gì mà để đòi hỏi người ấy nữa. Em thấy anh ấy làm như vậy là đối xử với em quá tốt rồi. Ừ. Thôi không sao đâu. Thôi bây giờ em vào trong nghỉ ngơi nha. Chắc đi hồi sáng giờ cũng mệt rồi. Ừ. Đi em. Dạ. Yeah. Ê, tối nay rảnh không? Tối nay đi ba chơi nha. Tối nay hả? Ừ. Thôi, tối nay tôi về nhà ăn cơm, không đi đâu đâu, mệt lắm. Trời ơi, bày đặt làm gái ngoan hồi nào vậy? Bày đặt đi ba cũng không đi, về nhà ăn cơm với gia đình là sao? Ừ, tại dạo này tôi đi hoài à,
Mất công chị tôi la. Tôi thấy chị Vi chỉ hiền thí mồ, có gì đâu mà la. Đi đại một bữa đi, lâu lắm rồi không đi tôi ngứa ngáy quá à. Thôi, chán lắm bà ơi, tôi không muốn đi chút nào đó. Bà nhớ nha, tôi rủ mà không đi, bạn bè vậy đó, mai mốt cũng đừng có rủ tôi đi đâu hết á. Ê, bà giận tôi hả? Ai dám giận. Được rồi, mệt bà quá à, đi thì đi. Nhưng mà về sớm nha, tôi không có đi khuya được đâu á. Ok. Thư. Thư. Ủa. Ủa anh Khánh. Sao em đi bộ vậy? Sáng nay xe em bị hư nên nhờ ba em chở đến công ty. Mà bây giờ ba em bận việc rồi nên em định ra đón xe về nè. Thôi em lên xe đi, anh chở về cho. Vậy có làm phiền anh lắm không? Phiền phức cái gì chứ, em khách sáo hoài, lên xe đi. Dạ cũng được. Ừ. Bây giờ em có bận gì không? Bây giờ luôn hả anh? Em cũng không có bận gì hết. Anh định rủ em đi đâu hả? Đi rồi em sẽ biết. Sao? Thấy vui không? Hả? Bà nói cái gì tôi không nghe. Tôi hỏi là bà thấy vui không? À, vui. Vậy mà sáng rủ còn mày đã không chịu đi nữa. Vô. Vô vô. Thôi, vô vô. Tôi không muốn đâu bà ơi. Trời. Nãy giờ uống quá trời rồi. Chắc về thôi bà ơi. Ê, ê. Đi đâu vậy? Vô đây. Uống đi. Mới vừa vô có chút xíu đã đòi về rồi, chán mà ghê. Vô, uống đi uống đi. Thôi, tôi không muốn nổi nữa đâu. Uống đi. Sao? Chào hai em. Đi chơi với tụi anh nha. Phải không? Gì vậy? Trời ơi, làm gì dữ vậy? Đâu nè, em đi đâu? Hả? Đi chơi tụi anh đi nè. Đi nè em. Đi với tụi anh đi. Vui đến mà. Đi. Đi. Say quá rồi, nên đi về nha. Phải rồi. Đi về. Gì vậy? Sao vậy? Làm gì mà khó chịu quá vậy? Đi. Ê, ê mày, nó đi rồi kìa. Giờ sao? Đi chứ. Ok. Đúng là phong cảnh ở đây đẹp quá anh ha. Mỗi lần anh đứng ở đây, anh cảm thấy rất là thư thái, không vướng bận chuyện gì cả. Vậy anh hay đến đây lắm hả? Lúc buồn, tâm trạng không vui, anh hay ra đây. Chỗ này đã quen với anh. Em biết không, anh không thích có những chuyện thay đổi, nhưng mà cuộc sống của anh lại thay đổi quá nhiều. Vậy hôm nay anh dẫn em đến đây, có phải anh có chuyện gì buồn đúng không? Anh và My đã chính thức ly hôn với nhau. Sao? Anh với chị My ly hôn hả? Sao tự nhiên lại như vậy? Nhiều chuyện lắm em à. Có lẽ anh và cô ấy không có duyên phận. My là mối tình thứ hai của anh. Anh quen My sau một thời gian tìm hiểu, anh và cô ấy quyết định đám cưới. Trước kia anh cứ ngỡ rằng tụi anh sẽ lâu bền, sẽ gắn bó mãi mãi.
Nhưng mà không lâu đã như vậy rồi. Cả hai mối tình trải qua đều không hoàn hảo. Có phải em ngạc nhiên lắm đúng không? Mối tình của anh chính là mối tình thời cấp 3. Anh đã yêu một cô gái. Tụi anh đã quen nhau mấy năm rồi. Mối tình đầu thì luôn đẹp. Được mấy năm thì cô ấy đi du học. Trước khi đi, cô ấy đã nói với anh, đợi cô ấy về. Khi quay về, tụi anh sẽ làm đám cưới. Nhưng sau đó rồi sao anh? Nhưng rồi, khi cô ấy qua đó, thời gian đầu tụi anh vẫn liên lạc với nhau. Nhưng mà khoảng nửa năm sau, anh không thấy cô ấy nữa. Anh túc trực hàng ngày ở máy tính để đợi cô ấy. Gọi điện qua thì lúc nào cũng bận và không có thời gian nói chuyện với anh. Bất ngờ vài tháng sau, anh nhận được tin từ bạn bè. Cô ấy đã đám cưới với một người nước ngoài ở bên đó. Em thấy thực sự là hài lắm đúng không? Rồi sau đó anh gặp chị My hả? Khi nghe tin đó anh buồn lắm. Mọi thứ xung quanh anh như sụp đổ. Anh chỉ biết chúi đầu vào nhậu nhiệt cho đến khi anh quen Bi. Anh ơi, anh bị sao vậy? Anh ơi. Alo. Alo. Có phải cấp cứu không ạ? Dạ phải. Dạ, có người bị tai nạn ngoài đường á. Ở đâu vậy chị? Dạ, đường Nguyễn Văn Linh đó anh. Dạ. Cảm ơn chị, tụi tôi sẽ có mặt liền. Dạ. Dạ, có người bị tai nạn ngoài đường á. Ở đâu vậy chị? Dạ, đường Nguyễn Văn Linh đó anh. Dạ. Cảm ơn chị, tụi tôi sẽ có mặt liền. Dạ. Sau lần ấy, anh và My vẫn thỉnh thoảng liên lạc. Và dường như anh đã bị cô ấy chinh phục hoàn toàn. Tính cách My hoàn toàn không như những người khác. Cô ấy thật là mạnh mẽ, gai góc. Thỉnh thoảng tụi anh vẫn hay cãi nhau, nhưng mà anh đều nhường nhịn My. Anh tin rằng chỉ cần mình nhường nhịn bỏ qua cho My thì tình cảm tụi anh sẽ lâu bền. Nhưng rồi cũng không thể. Em thấy mọi thứ trên đời này không có gì là tuyệt đối hết anh à. Quan trọng á là mình phải biết giới hạn của nó, kéo và thả đúng lúc mà thôi. Ai cũng có một bí mật riêng hết, em cũng vậy nè. Anh có biết không, trước kia lúc em còn đi học á, em có thích một anh chàng học trên em một lớp. Hồi đó hằng ngày em đến trường á, em chỉ mong một điều là gặp mặt anh ta thôi. Nhìn thấy anh ta á, em không có tự tin để bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy. Nhưng rồi, tự nhiên một ngày kia, em nhận được lời mời của anh ấy á. Lúc đó hả, em vui lắm luôn á. Thậm chí hả, em còn chuẩn bị rất là kỹ cho buổi gặp gỡ đó nữa. Em hả, đập cái ống heo mà em để dành tiết kiệm á, sắm một cái đầm mới thật là đẹp để đi gặp anh ta nữa kìa. Khi đến gặp anh ta bày tỏ tình cảm với em hả? Ừ, anh ta đã bày tỏ tình cảm với em. Lúc đó, khi nghe bày tỏ tình cảm với em đã nhận lời. Nhưng mà, cùng lúc đó, tự nhiên em phát hiện ra bạn em với bạn của anh ta đang cũng ở gần đó đó.
Thì ra là anh ta đã cá cược á với mọi người á, là xem coi có cua được em hay không thôi. Và cuối cùng là anh ta đã thắng rồi đó. Anh không nghĩ là anh ta đã thắng mà anh ta đã thua. Anh ta chỉ thắng với những người mà anh ta đã cá cược. Nhưng anh ta đã thua với thử thách của số phận khi đã bỏ qua một cô gái tốt như em. Ừ, anh lại khen em quá rồi đó. Anh, thôi giờ mình về đi. Trời tối lắm rồi đó. Ừ. Đi em. Đi với tụi anh đi. Vui anh mà. Anh đi. Trời ơi, say quá rồi. Đi về nha. Phải rồi. Đi về. Gì vậy? Đi sao vậy? Làm gì mà khó chịu quá vậy? Đi. Ê. Ê mày, nó đi rồi kìa. Giờ sao? Đi chứ. Ok. Em vào nha, anh về cẩn thận nha. Em vô nha. Dạ. Cảm ơn em hôm nay đã chịu nghe anh tâm sự. Có gì đâu anh, những lời anh nói nghe thú vị lắm á. Em vào nha. Anh ngủ ngon nha. Ngủ ngon. Bye anh. Thưa ba mẹ, con mới về. Ủa, áo mưa đâu mà ướt hết vậy con? Đi làm về trễ quá vậy con? Dạ. Ăn cơm chưa? À, dạ, hồi nãy lúc chiều con cũng có ăn một ít rồi. Thôi để con lên phòng con thay đồ xong rồi con xuống con ăn cơm sau nha mẹ. Khoan 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 đã. Dạ. Ngồi xuống đây, mẹ hỏi chút nè. Chuyện gì vậy mẹ? Ướt hết rồi. Hả? Cái áo này của ai vậy? Dạ. Áo này hả? Của một người bạn trong công ty của con. Tại vì á, hồi chiều á, con đi làm á, cái ra ngoài bị mắc mưa, cái tự nhiên lạnh quá, bạn con cho con mượn thôi. Bạn con ở công ty hả con hả? Dạ. Bữa nào á, con dẫn người ta về đây nói chuyện với mẹ đi. Có bạn trai mà không giới thiệu gì cho ba mẹ biết hết trơn á. Không phải bạn trai đâu mẹ, chỉ là bạn bình thường thôi. Tụi con không có gì hết mà. Với lại á, người bạn này cũng quen biết gia đình mình nữa mà. Vậy à? Ai vậy? Thôi mẹ cứ hỏi hoài à. Nè. Dạ. Có gì đâu mà con phải ngại. Ba mẹ đâu có ngăn cản gì đâu. Ba mẹ còn muốn để cho con tự quyết định nữa đó. Đã con nói không phải rồi mà. Thôi con lên phòng trước nha mẹ. Khoan đã con. Dạ. Dạ thôi để con lên phòng. Ừ. Trời. Nhỏ này nó như vậy đó. Hễ nói tới cái chuyện đó là nó như vậy hả? Bà này, cứ từ từ con nó nói cho mình nghe. Bà làm riết rồi nó mắc cỡ thấy không? Bà này. Uống đi mình. Nóng nực quá. Lẹ mày. Lâu vậy. Em nó nhẹ muốn chết cũng khiêm nổi nữa. Mày hay quá. Đổ phụ đi. Từ từ thôi. Để từ từ xuống nha. Từ từ mày. Đừng gấp. Cái nhỏ này ngon ha. Được. Mấy anh làm gì vậy? Bạn tôi đâu rồi? Bạn tôi đâu rồi? Từ từ em. Ơi. À, cô tôi nhớ rồi. Có gì đâu mà phải la làng vậy chứ. Ơi. Bỏ tôi ra.
nữa à? Đưa em vào xuống xíu tính sự gì á? Bỏ tôi ra. Đừng mà. Sao vậy? Dạ. Nhi, tay em làm sao vậy? Sao như vết bầm vậy? Tại sao lại như vết bầm như vậy? Không có gì đâu chị hai. Tại hôm qua về phòng tắt đèn, em là mò sao á, bị té nên bị bầm vậy đó. Té bầm thì đâu có nhiều như vậy được. Không có đâu. Té mà chị. Chị cũng biết tính em mà. Nè, hễ đụng mạnh là bầm tím hết, chứ không có gì đâu chị hai. Thiệt không đó? Em nói thiệt mà. Sao mà chị thấy nghi quá à? Em nói thiệt mà. Chị hai cứ nghi ngờ hoài, không có gì đâu. Sao chị hỏi nhiều quá vậy? Thì chị lo, nên chị mới hỏi như vậy thôi. Mà chị cũng dặn em luôn nè. Em có gì thì cứ nói với chị nha. Đừng có giấu giếm.
em biết rồi. Mà chị á, chị cứ làm như em là con nít không bằng. Em biết rồi mà. Thôi, chị đi làm đi. Em không sao đâu, chị đi làm đi. Đi. Để em dậy rửa mặt rồi ăn sáng. Chị đi làm đi. Đi. Trời ơi, sao xuống rồi? Lên đi chứ. Tại sao lại xuống? Lên đi chứ. Lên đi. Cổ phía bên Vĩnh Phong như vậy thì khó mà lên lắm. Sao, sao anh biết khó mà lên? Chị không nhìn thấy hả? Nó xuống như vậy, xuống liên tục. Thử hỏi như vậy làm sao mà lên được? Sao kỳ vậy ta? Mà sao tự nhiên nó xuống vậy? Trời ơi, cái đó hỏi trời mới biết. Làm sao mà tôi biết được? Alo. Alo. Chị Mỹ hả? Em Lệ nè. Chị nghe nè cưng. Sao cổ phiếu của em nó rớt giá dữ vậy chị? Trời, cái chuyện mua cổ phiếu á, cái chuyện lên xuống là cái chuyện thường. Có gì đâu mà em lo. Hả? Thôi, cúp máy nha. Trời, trời ơi. Hả? Hả? Vô đi. Anh, em mới nhận được một số thư mời họp và dự tiệc sáng nay. Em gửi anh. Chết. Nhiều vậy hả? Không biết có sắp xếp đi được không nữa. Có gì em ghi lại thời gian, rồi sắp xếp xong em nhắc anh giùm nha. Anh sợ anh quên đó, tại vì anh nhiều việc quá. Em biết rồi. Vậy có gì lát nữa em ghi lại rồi em sẽ nhắc anh sau ha. Cảm ơn em trước nha. Đâu có gì đâu anh, đây cũng là nhiệm vụ của em mà. Ở thư này. Dạ. Một lần nữa, anh cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em, nhưng mà cảm ơn em chuyện gì anh? Thì hôm bữa anh buồn, em đã ở cạnh anh, rồi chu đáo đưa anh về công ty. Hôm ấy anh đã lỡ lời to tiếng với em, anh xin lỗi em. Bởi vì tâm trạng anh lúc đó không tốt. Chuyện đó em cũng không có để ý đâu. Anh cũng đừng có để tâm làm gì. Với lại em cũng hiểu anh mà. Hôm nay á, anh thấy trong người đỡ buồn chưa? Không có gì đâu. Chuyện cũng đã qua rồi. Anh cũng không muốn nhắc lại làm gì. May mà lúc đó có em bên cạnh anh. Nếu mà anh nói vậy á, em cũng yên tâm được phần nào rồi. Trong cuộc sống mà, đôi khi á, có những điều mà mình không mong muốn. Cứ mạnh mẽ, cố gắng vượt qua thôi. Anh biết mà. Cảm ơn em đã động viên anh. Dạ thôi, không có gì đâu. Vậy không có gì em ra ngoài làm việc trước ha. Có gì anh cứ nói với em nha.
Hà? Tôi muốn nói chuyện với Hà chút được không? Chuyện gì? Thôi để bữa khác đi, bữa nay tôi có hẹn rồi. Nhưng mà một chút thôi được không? Tại vì Hà có hẹn với mấy đứa bạn đi uống cà phê. Vậy thôi, tại tôi có chuyện muốn nói với bà chút. Thôi để bữa khác nha, tôi đang bận lắm, vậy đi. Đây là số tiền chị được nhận thêm. Cảm ơn anh nhiều nha. Chị giúp chúng tôi cố gắng kiếm người mua thêm. Hiện nay bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để xoay sở được. Trời, tôi làm như vậy là quá đủ rồi, chứ còn giúp cái gì nữa. Làm ăn cái kiểu này tôi tổn thọ mất. Tôi cũng không muốn kéo thêm nhiều người nữa. Vả lại công ty của anh á, đâu có thể nào cứu vãn được. Nhưng biết đâu có kỳ tích thì sao chị? Kỳ tích cái gì mà kỳ tích. Tôi nói với anh là tôi không thể giúp anh được nữa. Nè bà chị, nếu bà chị đã quyết như vậy thì tôi cũng không kèo nào thêm. Cảm ơn chị. Ơn nghĩa gì anh ơi. Anh cứ trả cho tôi nhiều nhiều là được rồi. Tôi về nha. Cô đi đứng cái kiểu gì mà không nhìn đường vậy cô? Dạ, em xin lỗi, xin lỗi anh. Lần sau đi đứng cho đàng hoàng nha cô. Dạ. Cô đi đứng cái kiểu này, cô tông chết người ta thì sao? Em xin lỗi. Tôi thấy thì con Vi nó quen với thằng Vũ được đó bà. Theo bà thì bà thấy làm sao? Tôi thích nó từ lâu rồi. Con Vi quen nó tôi cũng an tâm. Tôi cũng hy vọng nó kiếm được người chồng như ý. Quan trọng là hai đứa nó sống hạnh phúc thì mừng lắm rồi. Tôi thấy con Vi với thằng Vũ tụi nó cũng thương nhau. Mong sao tụi nó đám cưới với nhau nữa là xong. Cái này á thì bà cũng nên từ từ, đừng có hối thúc nó. Để cho tụi nó tìm hiểu kỹ, rồi lúc đó mới làm đám cưới, chứ đừng có tạo áp lực cho nó. Như vậy không tốt đâu. Thì tôi cũng biết vậy. Tôi đâu có hối thúc tụi nó bao giờ đâu. Quen á thì quen, tôi đâu có hỏi nhiều. Bây giờ còn con Nhi nữa là thôi, là tôi với ông á an tâm dưỡng già rồi đó. Tôi á cũng thấy lo cho nó. Tôi thấy nó lòng bồng sao đâu á bà. Ba mẹ sinh con trời sinh tính mà ông, biết nói sao giờ. Thôi đi, nó lớn rồi, tự suy nghĩ. Chứ mình bắt ép và quản thúc nó coi không có được, thêm mệt thôi. Nè, bà nói như vậy á đâu có được. Con dạy thì cái mang mà bà. Có gì tôi nói chuyện với nó.